Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Thế nên rồi sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em.
sửa soạn một cái đế thật là trang trọng và lịch sự, đã cùng trở sang đây để cùng thư chuyện với các cụ con các bà, để mong các cụ con các bà cho cháu văn toàn để được làm rể làm con của các cụ con các bà bên nhà. Đặc biệt có sắm một cái xí đế sang gọi là đế ăn hỏi để thư chuyện với các cụ con các bà. Quý thưa toàn thể quý vị, quý bác chị trân trọng và kính mến. Vâng, đúng là biến trầu là đầu câu chuyện. Và để mở đầu trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho các đoàn hỏi nhà trai. Xin được vui lời phát biểu và thư chuyện với các đoàn nhà gái. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, trong một thời gian dài, cháu, Toàn và Ánh Tuyết đã tìm hiểu nhau và cùng nhau vun đắp ngọn lửa hồng và cùng nhau vun đắp ngọn lửa tình yêu dẫn đến hạnh phúc gia đình, lấy vợ thành chồng. Ngày hôm nay tôi thay mặt cho Hoàng Nhà Giai xin giới thiệu với các cụ, các ông, các bà là hôm nay thành phần các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác là hôm nay có mặt đứng đến đây. Lần đầu tiên để cho phép tôi xin chúc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, quan viên ba bè bốn họ một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, trong thời gian hai cháu được sự nhất trí của hai gia đình, ông Tiền Bà Viên và ông Xây Mộc Ảnh đã nhất trí và được sự nhất trí của bên chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình đã tiến hành tổ chức lễ nhất là an hỏi và lễ thân cưới. Thế thì cũng đã báo cáo với các cụ, các ông, các bà. Thế thì đại diện cho họ nhà trai thì cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, bà là nhận cái lễ ăn hỏi và dẫn cưới để báo cáo trên tổ tiên để cho cháu Toàn và cháu Ánh Tuyết thành vợ thành chồng. Thế thì cũng xin báo cáo với các cụ, các ông để chúng nhận lễ ăn hỏi. Chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ.
Vẫn kính toàn thể quý vị và quý chị. Vâng, kính thưa quý vị, có đi có lại với vài điều gặp nhau. Vừa rồi là bác trưởng đoàn họ nhà trai đã giới thiệu thành phần cũng như đưa chuyện với các đoàn gái. Và tiếp theo chương trình, sau đây trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu và các từ của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Ngày hôm nay, thay mặt gia đình, tôi đã tư vấn này chúc sức khỏe cho cả đại biểu, nhà trai luôn luôn mạnh khỏe, vượt lao hạnh phúc, chúc gia đình cả đời. Tôi xin được giới thiệu, tôi là bác ruột của ông Quyên, và sau đây tôi xin giới thiệu các thành phần của gia đình các cụ công các bà của gia đình chúng tôi. Thứ nhất, đây là cụ thân sinh ra ông Xây, và tiếp theo là các ông đấu cọ, tiếp theo là các ông các bà các bác là bác của ông Quyên. Hôm nay ngày này khá tốt, các cụ công các bà và nhà trai đã có cơ đầu đến để ăn hỏi thay mặt gia đình. Tôi xin trân trọng cảm ơn về phần thủ tục lễ nghi rất là trịnh trọng và đầy đủ. Sau đây xin mời các cụ công các bà chúng ta tiếp tục uống nước sơ đầu và bản chất của công việc của các cháu tiếp theo. Vâng, xin được trân trọng và cảm ơn đi đến phát biểu đã từ của bác trưởng đoàn người gái. Nhà trai đã chuẩn bị những dĩ lễ rất là chu đáo và long trọng để sang thứ trưởng với các đoàn người gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và xin được trân trọng kính mời quý vị cũng các chị chúng ta hãy cùng tự nhiên ăn trầu uống nước và chúc mừng cho đoàn bạn trẻ chúng ta trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là ơn cha nghĩa mẹ sinh thành để rồi hãy đứa chúng mình nên duyên. Cảm ơn những người mẹ đã sinh ra những người con gái đẹp như những nàng tiên. Cảm ơn những người cha đã sinh ra những chàng trai đẹp như chàng hoàng tử đứng trên đấu nghệ thuật. Để rồi ngày hôm nay đây, trai tài gái đạo sánh xuyên, đẹp duyên lứa mặn nồng thủy chung. Vâng, người y bác từng có câu nói như thế này ạ. Hôm nay sum họp chúc may, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng quân biệt nhưng sinh một nhà. Tuy rằng chúng ta ở những nơi vùng biển khác nhau, nhưng ngày hôm nay tụ họp tại nơi đây để cùng nhau chung vui, chúc mừng, chứng kiến cho buổi lễ ăn hỏi của đứa bạn trẻ ánh tiết và văn toàn. Một điều vô giá và không chỉ mừng cho hai bạn quận A và hai bên gia đình trong buổi ăn hỏi. Điều không thể thiếu được trong buổi sinh lễ ăn hỏi ngày hôm nay, nhà trai chuẩn bị rất chu đáo và đẹp mắt. Và ngay bên ai
hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tiễn em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đi giữa mái trường xưa, cùng dìu rẽ dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Tất giờ đây trong trời mây ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Sau gian khó sau mưa gió ta cùng đón ngày mai, ta thì nhẹ sau cơn mưa là trời sẽ nắng lên. Những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui trong một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cả sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.
khác trong anh bây giờ. Có lẽ hơn cả con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Em thấy lẻ loi, em sợ nỗi buồn. Anh sẽ ở đây làm em yêu đời. Em không tin vào ai, điều này thật điên dại. Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm lắm. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Em thấy lẻ loi, em sợ nỗi buồn. Anh sẽ ở đây làm em yêu đời. Không tin vào ai, điều này thật điên dại. Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm lắm. Chạy đi đâu nữa em, anh Tuyết và Văn Toàn Phan biết nhau và tìm hiểu. Cho đến ngày hôm nay thì đã kết độ chín mùi, hai bạn đã cùng về tuyên truyền với hai họ và hai bên gia đình. Và đặc biệt thì ngày hôm nay hai họ và hai bên gia đình đã chọn là ngày này tháng tốt để tổ chức buổi lễ vu quy cho đôi bạn trẻ Văn Toàn và anh Tuyết. Vâng, và cũng là để mở đầu câu chuyện trong buổi sáng nay, cho nên tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu xin dâu của bác trưởng đoàn nhà trai. Và chúng ta hãy dành một tràng tay tràn lớn để chào đón sự phát biểu của bác trưởng đoàn nhà trai ạ. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ,
hỏi nhà gái. Lời đầu tiên, trước khi phát biểu, cho phép tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả các cụ, công, các bà cùng toàn thể họ hàng ba bề bốn bên của họ nhà gái đã có một cái tình cảm đón tiếp phái đoàn của họ nhà trai chúng tôi rất nhiệt liệt. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, công, các bà, được sự nhất trí của các cụ, công, các bà, họ nhà trai chúng tôi và được sự ủy quyền của ông Kiền, bà Biên cho phép tôi đại diện cho họ nhà trai. Trước hết, tôi xin giới thiệu, tôi là chú, là em của ông Kiền, bà Biên và chú của trong tòa. Trong phái đoàn của chúng tôi gồm có các cụ, công, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ của cháu đoàn có cây trầu đến để xin dâu, tức là cô ấy biết về tại phòng hôn của chúng tôi để tổ chức cuộc trăm năm hạnh phúc của các cháu. Giờ đây thì xin phép hai bà thông gia lên trao cầu. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quan viên đại họ có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc nhà nhà. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo đây, sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu chào dâu nhận rể của bác truyền đoàn hoàn nhà gái. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón ý kiến phát biểu chào dâu bác truyền đoàn gái. Hôm nay hai cháu Toàn và Thuyết một ngày đặc biệt. Tôi nói thì một ngày đặc biệt. Kính thưa các cụ, công, các bà, hai cháu Toàn và Thuyết có thời gian đang học tập và làm việc tại đất nước Nhật Bản. Tại đây các cháu đã có thời gian tìm hiểu. Hôm nay một ngày đặc biệt. Hôm nay hai gia đình chúng ta đã chuẩn bị hôn lễ cho hai cháu. Thay mặt gia đình, tôi là bác ruột của cháu Tuyết chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc để luôn luôn mạnh khỏe, xây dựng quê hương luôn luôn giàu đẹp. Chúc cho tình thông gia ngày càng bền chặt. Chúc cho tất cả các quý vị đại biểu toàn thể hoại hôn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc luôn luôn thành đạt được công chúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu và chào dâu của bác truyền đoàn hoàn nhà gái. Và tiếp theo đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bạn thông gia sẽ cùng trở lại khu vực sân khấu để cùng làm thủ tục trao lễ và nhận lễ. Bàn tay xinh được say trong nụ cười em đắm đuối, hôn lên bờ môi yêu người tôi yêu từ khi ta thấy nhau, yêu em đắm sâu yêu dài lâu nhưng ngày đầu em bước tới. Hôn lên bờ vai không hề sai, em là người anh mãi kiếm, em mang bình yên tô hồng lên nhưng nhạt nhòa trong trái tim, không ai ngoài em luôn kề bên trên đường đời anh sóng gió. Trên thế gian có những lúc người lặng im sống với nỗi buồn không tên, xin lỗi em khi anh vô tâm không nhìn đến, dẫu bao tô dù mưa rơi anh yêu em nhất trên đời, không có em trần gian sẽ thiếu đi mặt trời. Hôn lên bàn tay xin được say trong nụ cười em đắm đuối, hôn lên bờ môi yêu người tôi yêu từ khi ta thấy nhau, yêu em đắm sâu yêu dài lâu nhưng ngày đầu em bước tới. Hôn lên bờ vai không hề sai, em là người anh mãi kiếm, em mang bình yên tô hồng lên nhưng nhạt nhòa trong trái tim, không ai ngoài em luôn kề bên trên đường đời anh sóng gió.
ơn em luôn ở cạnh, dù đường tình trống tranh, và yêu em hơn là yêu bản thân mình. Biển sông gió thành lời yêu thương, nhưng ngày giông tố sẽ khiến mình càng yêu hơn. Đừng để đêm tối khiến lối mình về cô đơn, chỉ cần bước bên nhau mai sau. Có những lúc người lặng im sống với nỗi buồn không tên, xin lỗi em khi anh vô tâm không nhìn đến. Dẫu bao tô dù mưa rơi, anh yêu em nhất trên đời, không có em trần gian sẽ thiếu đi mặt trời. Hôn lên bàn tay xin được say trong nụ cười em đắm đuối, hôn lên bờ môi yêu người tôi yêu từ khi ta thấy nhau. Yêu em đậm sâu yêu dài lâu, nhưng ngày đầu em bước tới. Vai không hề sai, em là người anh mãi kiếm, em mang bình yên tô hồng lên nhưng nhạt nhòa trong trái tim. Không ai ngoài em luôn kề bên trên đường đời anh sóng gió. Cuộc sống mà bạn tặng cho mỗi chúng ta, nó giống như một sợi dây vô hình để gắn kết những trái tim, những tâm hồn đồng điệu được gần với nhau hơn. Và đích đến cuối cùng của tình yêu, đó chính là hôn nhân. Thưa quý vị thân mến, đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây là sự hiện diện đầy hạnh phúc của chú rể Văn Toàn và cô dâu Ánh Tuyết. Khi đứng tại đây, tôi tin chắc rằng họ đang rất tự hào và hạnh phúc khi trong ngày vui trọng đại của mình có sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, và để thể hiện tình cảm của mình đến với toàn thể quý vị và những lời cảm ơn chân thành nhất, thì xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng cúi chào và ra mắt đến với toàn thể quý vị. Xin mời hai bạn. Một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể của chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương và tìm hiểu nhau rất là dài. Được sự đồng lòng nhất trí từ chính quyền địa phương cũng như hai bên gia đình đã tạo điều kiện cho một buổi lễ thành hôn vô cùng tuyệt vời và long trọng trong buổi trưa ngày hôm nay. Tối lúc này đây là sự hiện diện đông đủ của hai bác đại diện, và đặc biệt là sự hiện diện đầy hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và trong giây phút thiêng liêng lúc này đây, thì tôi xin mời toàn thể quý vị của chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng nhau tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Toàn và cô dâu Ánh Tuyết xin phép được bắt đầu. Một tràng tay thật lớn đúng không ạ? Với chương trình ngày hôm nay, thì xin mời bác đại diện gia đình hoặc nhà gái sẽ có đôi lời chia sẻ và phát biểu đi. Thay mặt cho phái đoàn nhà gái, thứ nhất là xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp lâu vâu của phái đoàn nhà trai. Kính thưa cô cụ công, nhưng mà trải qua quá trình hai cháu Toàn và Tuyết, hôm nay là quá trình hai cháu có thời gian học và tìm hiểu tại đất nước Nhật Bản. Hôm nay thì ngày đẹp, ngày lành thật tốt. Hai gia đình chúng tôi tổ chức long trọng hôn lễ cho hai cháu. Chào bên cùng của ông bà, hôm nay giờ đẹp ngày đẹp. Bây giờ chính thức tôi xin tuyên bố, chính thức giờ phút này cháu Toàn là rể của dòng họ chúng tôi, và cháu Tuyết là dâu con của các cụ cô bà họ nhà trai. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp lời hậu của phái đoàn nhà trai. Chúc cho hai con, hai cháu luôn luôn hạnh phúc, xây dựng quê hương Cẩm Giàng ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, thịnh vượng. Chúc cho tình hữu nghị chúng ta ngày càng đẹp. Chúc cho tất cả các quý vị đại biểu, các quý vị bằng đại diện cho hai bên luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các cụ công các bà,
cùng toàn thể cô dì chú bác bạn bè nam nữ của họ nhà gái nói riêng, họ nhà trai nói chung, không quản ngại đường xá xa xôi, bão gió to đã đưa cháu Tuyết về tại phòng cưới của họ nhà trai chúng tôi để tổ chức. Tôi thay mặt cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn tới tất cả các cụ công các bà cùng toàn thể bạn bè nam nữ của hai họ có một tình cảm tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chào các bạn. Thì hỏi đến cái hôm sau cháu Tuyết về trước hết làm vợ của cháu Toàn, làm con của ông Thiền và Niên và một thành viên của dòng họ tôi. Tôi ghi nhận và chấp nhận ý kiến của một vị đại diện cho họ nhà gái. Và đồng thời tôi xin báo cáo với toàn thể hồi hôn là từ giờ phút này là cháu Tuyết là vợ của cháu Toàn, đồng thời là con của Kiền và Liên và một thành viên ở trong họ chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, ông bà, cũng từ giờ này, ngày này, tháng này, cháu Toàn sẽ là cháu rể, con rể cũng xây và Hằng, và đồng thời là cháu Toàn là chồng của cháu Tuyết và cũng là một thành viên của nhà trai. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn hai bác. Chúc bình an đôi bàn tay xin.
Mẹ là giống sông để con tắm mát chưa hè. Mẹ là dặn che, che bóng con đi học về. Mẹ là bữa đế để con vui với cánh diều. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đôi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vàng. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh, yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ luôn ở bên người và đời này mình sẽ mãi che chở cho em. Mình sẽ bên nhau không xa rời và mình cùng nguyện ước. Lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em.